Chào các bạn. Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể cài đặt phần mềm Easy Class để chúng ta đăng nhập vào chúng ta học để cải thiện điểm số tiếng Anh các bạn nhé. Đây, như vậy, Easy Class là một ứng dụng chúng ta có thể sử dụng trên cả các thiết bị iOS hoặc là Android. Trên máy tính thì không có các bạn nhé, tại vì xu hướng bây giờ là trên thiết bị di động. Thiết bị di động thì nó linh hoạt hơn, chúng ta có thể học bất kỳ nơi đâu. Và ngoài ra thì chúng ta dùng máy tính, chúng ta ngồi quá lâu thì nó sẽ không tốt cho cột sống của các em học sinh. Do đó nhà sản xuất đã quyết định không làm trên ứng dụng di động, đúng không ạ? Đó. À, trên 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 máy tính, còn quyết định chỉ làm trên ứng dụng di động. Đó. Rồi trên iPad hoặc là điện thoại các bạn nhé. Các loại smartphone đấy. Để các bạn trên điện thoại iPhone hoặc là các thiết bị iOS thì các bạn vào App Store. Đó. Còn trên Android thì chúng ta cứ vào CH Play như bình CH Play như bình thường mà nhé. Bạn gõ Easy Easy Class đó để chúng ta tải nó về. Đây, chúng ta thấy Easy Class chúng ta tải về. Rồi, các bạn cứ đăng nhập như bình thường nhé. Chúng ta nếu mà điện thoại hỏi phải nhập cái mã trên cái tức là mật khẩu trên App Store thì chúng ta cứ nhập vào giống như bạn tải Zalo hay Facebook hay những ứng dụng khác thôi, đúng không ạ? Quan trọng là khi bạn đặt tên thì chúng ta đặt tên theo cấu trúc để sau này chúng ta thấy là các học viên của các bạn đăng ký qua Hello English đã có sự tiến bộ như thế nào trên bảng xếp hạng khi sử dụng phần mềm này. Đó. Tí nữa các bạn sẽ thấy rất là hay bạn nhé. Nếu mà bạn nào vẫn chưa biết Easy Class là gì, tại sao nó có thể giúp cho bạn tăng 2 đến 5 điểm tiếng Anh trong một khoảng thời gian rất là ngắn, thì bạn làm như sau nhé. Bạn hãy vào Hello English. Đây. Bạn hãy vào Hello English. .vn helloenglish.vn đấy. Mạng hơi chậm một tí các bạn nhé. Rồi, sau đó các bạn nhấp vào Easy Class. Đó thì bạn sẽ thấy được tất cả các thông tin liên quan tới Easy Class và làm thế nào để chúng ta có thể mua Easy Class chúng ta dùng cho các em từ lớp 3 tới lớp 12 mà với một cái chi phí là rẻ nhất. Còn được tặng khóa học miễn phí của Hello English nữa. À, thì các bạn vào helloenglish.vn, các bạn nhấp vào Easy Class sẽ có tất cả các thông tin các bạn. Bây giờ chúng ta quay lại coi nó cài xong chưa. Đây. Đã xong thì chúng ta mở lên như bình thường này. À đây. Phải mở trên điện thoại đúng không bạn? Đây, đó. Các bạn mở lên nha. Sau đó chúng ta tạo tài khoản. À, thì các bạn lưu ý chúng ta tạo tài khoản bằng cách là đăng nhập với Facebook hoặc là đăng nhập với Google. Đó. Tại vì cách này nó sẽ ổn định nhất các bạn nhớ nhé. Các bạn đăng nhập với Facebook hoặc là Google. Đó. Ví dụ như tôi nhấp vào đăng nhập với Google. Điện thoại hỏi có tiếp tục hay không thì chúng ta tiếp tục. Tức là trong máy của chúng ta đã có tài khoản Google rồi. Thì chúng ta nhấp vào đó để chúng ta dùng cái tài khoản Google đó chúng ta đăng ký tài khoản Easy Class luôn. Hoặc là bạn cũng có thể nhấp vào đăng nhập với Facebook. Thì trên Facebook của bạn đó, có sẵn rồi. Đó. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nó hỏi cho phép hay từ chối thì chúng ta cho phép này. Đó. Thì bạn đã có một cái tài khoản Easy Class đúng không? Bây giờ bạn lưu ý đặt tên này. Các bạn sẽ đặt tên như sau nha. Tên của bạn ví dụ như ở đây là Nguyễn Hoài Thương Nguyễn hay là bạn thích đặt tên gì cũng được. Nói chung là phần đầu này bạn có thể thích đặt tên gì cũng được. Ví dụ như bạn đặt là Hoài Thương này. Đó, Hoài Thương. Nhưng mà sau đó bạn nhớ gạch ngang một cái chúng ta gõ thêm Hello English. Để làm gì các bạn? Tí nữa các bạn sẽ biết nha. Đó. Ok. Bạn nhập các thông tin địa chỉ email của bạn lại vào đây. Đó. Ví dụ như là
email rồi số điện thoại rồi các thứ. Rồi. Các bạn chờ một tí nhé. Đây, nhập đúng email của bạn này. Đây, để mình cầm máy, cầm điện thoại lên. Cầm điện thoại lên gõ cho các bạn. Cho nhanh bạn nhé. Nguyễn. Cái dây này nó hơi bị lỏng. Rồi. Hoài Thương. Đó. Ứng dụng này cực kỳ hay, cực kỳ hay bạn nhé. Nên nếu mà bạn chưa tìm hiểu về ứng dụng này thì tôi khuyên bạn nên vào helloenglish.vn, chúng ta nhấp vào Easy Class để chúng ta tìm hiểu thêm. Nhập số điện thoại này. Đó. Số điện thoại của phụ huynh này. Số điện thoại ở trên là số điện thoại của học sinh. Đó. Ngày tháng năm sinh này, các bạn, chúng ta nhập ngày tháng năm sinh của con vào. Nếu là học sinh thì nhập ngày tháng năm sinh của bạn vào. Đăng ký. Ví dụ ngày 14 tháng 6 thì các bạn để ý định dạng nhé. Tháng trước, ngày sau rồi tới năm này. Ví dụ như 2000 chẳng hạn. Đó. Ok. Các bạn chọn giới tính này. Ví dụ như là nữ này. Tỉnh thành phố này. Ví dụ bạn chọn là bạn chọn tỉnh thành phố của bạn luôn nhé, của bạn luôn. Đó. Ví dụ như là ở Thanh Hóa chẳng hạn. Đây, chúng ta gõ chữ Thanh Hóa là nó sẽ ra này. Đó, quận huyện này. Ví dụ như bạn sẽ chọn quận huyện của bạn hoặc là thành phố của bạn, các bạn. Đây, thành phố Thanh Hóa này. Bạn cũng có thể kéo lên kéo xuống chúng ta coi nhé. Đó, thành phố Thanh Hóa này. Sau đó bạn sẽ chọn trường. Bước này quan trọng nhé. Bạn phải chọn đúng trường của bạn để làm gì. Sau này bạn có thể vào, nhấp vào chỗ trường của tôi đấy. Bạn xem là bạn đang xếp hạng thứ bao nhiêu trong trường của bạn. Đó. Thì chúng ta thấy ví dụ như bạn là những người đầu tiên trong trường của mình sử dụng Easy Class thì hiển nhiên bây giờ bạn sẽ là một trong những người mà nằm trên top của trường trong Easy Class, đúng không ạ? Sau này các bạn khác mà vào sau thì các bạn đó phải cố gắng để vượt bạn, cố gắng để vượt thứ hạng của bạn nhé. Ok. Rồi. Bây giờ các bạn chọn trường này, ví dụ như là trường đó. An Hoạch, các bạn nhớ chọn đúng trường nhé. Nên các bạn sử dụng ứng dụng này trước nó rất có lợi, đúng không? Chúng ta vào đầu tiên thì chúng ta sẽ là một trong những người có thành tích cao nhất trong trường đó. Các bạn khác sau này phải vượt chúng ta. Đó, đó là đã kích hoạt thành công tài khoản dùng thử. Đó. Đây có hạn sử dụng này, các bạn thấy dùng thử thì chúng ta chỉ dùng được mấy ngày thôi. Đó. Đó. Thì trong đây, đây là ứng dụng cho các em học sinh từ lớp 3 cho tới lớp 12. Ứng dụng số hóa đầu tiên và chi tiết bám theo sát bộ giáo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra nó còn có rất nhiều tính năng ưu việt, giống như là có trí tuệ nhân tạo AI để giúp bạn sửa phát âm chi tiết đến từng âm tiết. Thì bạn có thể chọn vào một lớp này. Chúng ta sẽ có chương trình mới và chương trình cũ thì trong này đều có luôn bạn nhé. Và sẽ chọn chương trình tùy theo lớp của bạn và chương trình của bạn này, đúng không? Đó, ta sẽ chọn, sau đó chúng ta nhấp OK. Đó. Thì bây giờ bạn tài khoản này đang là tài khoản dùng thử bạn nhé, tài khoản dùng thử. Đó. Thì ở đây này bạn sẽ thấy tên của bạn là Hoài Thương gạch Hello English này. Đó. Bạn nhấp vào tên của bạn. Còn chi tiết về cái phần mềm này và cái ưu việt của nó như thế nào thì các bạn có thể vào helloenglish.vn, bạn nhấp vào Easy Class nhé. Thì bạn thấy là ở đây là bạn đang có hạn sử dụng, đúng không? Bạn mua phần mềm này để bạn sử dụng trọn đời hay là 1 năm hay là 3 năm thì chúng ta nhấp vào đây. Đó. Đó. Và bạn sẽ
nhập mã kích hoạt, bạn nhấp vào nhập mã kích hoạt này. Cái ở trên đã kích hoạt dùng thử mấy ngày thôi bạn nhé, bạn nhấp vào. Đó. Thì bạn sẽ nhập, khi mà bạn mua thì tôi sẽ gửi cho bạn cái mã kích hoạt. Bạn nhập mã kích hoạt vào đó, bạn nhấp OK là sẽ xong. Bạn mua bản trọn đời thì nó sẽ kích hoạt trọn đời cho bạn, 1 năm thì cũng vậy và 3 năm thì cũng vậy. Đó, OK. Chỗ này cũng dễ thôi đúng không bạn? Bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao chúng ta lại nhập Hoài Thương gạch ngang Hello English nha. Đây, để sau này khi mà bạn sử dụng bạn xếp vào bảng xếp hạng. Đó, mục đích của tôi là làm sao cho sẽ có nhiều nhiều và tuyệt vời nhất là tất cả các cái tên này, tất cả các tên hiển thị xếp hạng toàn quốc này, hoặc là xếp hạng toàn tỉnh này, hoặc là xếp hạng trường của bạn này, đều có tên của bạn kèm theo cái chữ Hello English ở đây, để biết rằng đây là những học viên học qua Hello English đúng không bạn? Đó. Thì tất cả các bạn, các phụ bạn học sinh hoặc là các phụ huynh mà mua cái ứng dụng Easy Class này qua Hello English thì tôi sẽ tặng cho các bạn các khóa học tương ứng. Ví dụ lớp 3 thì có khóa học lớp 3, lớp 12 có khóa học lớp 12 tương ứng để các bạn học kèm với ứng dụng này. Và tôi sẽ lập nhóm Zalo các bạn nhé, lập nhóm Zalo để cho các bạn vào đó và các bạn sẽ học và chụp ảnh màn hình cái tiến độ học của các bạn. Các bạn được thi được bao nhiêu điểm, tại vì ứng dụng này nó ghi lại hết tất cả những cái thông tin đó. Đó. Ví dụ hôm nay học tới bài bao nhiêu, học xong các bạn sẽ chụp hình báo cáo cho tôi. Tại vì trong ứng dụng này sẽ ghi chi tiết là mấy giờ bạn học bài nào, học được bao nhiêu, mấy giờ bạn làm bài thi nào, học làm được bao nhiêu. Đó, chi tiết và sẽ gửi vào chúng ta báo cáo. Và các bạn khác cũng gửi lên báo cáo thì đó tạo ra một cái môi trường nó thi đua để các bạn có thêm động lực để chúng ta học đúng không? Và tôi sẽ kèm cho các bạn, giám sát các bạn theo cái cách đó để làm gì, để sau này bạn nhấp vào trường của tôi này, ví dụ trường của bạn là trường chuyên Lam Sơn chẳng hạn, thì bạn sẽ thấy là trong đây sẽ có những bạn mà đang là dẫn đầu này. Vì và mục đích của tôi là muốn tất cả các bạn mà có đăng ký cái Easy Class này qua Hello English sau này sẽ nằm trên top, sẽ nằm trên top của ứng dụng này, là xếp hạng toàn quốc, xếp hạng tỉnh và xếp hạng trường, ít nhất là trường của bạn. Đó. Và tỉnh và toàn quốc thì quá tuyệt vời. Đó. Ví dụ sau này bạn sẽ thấy là tên của bạn, ví dụ như là Hoài Thương gạch ngang Hello English này. Đó. Thì cái đó không chỉ là cái niềm vui của bạn mà là niềm vui của tôi nữa, tại vì chứng tỏ các bạn mà đã lên được top quốc gia hoặc là top tỉnh hoặc là top trường thì chứng tỏ là bạn học qua chương trình của tôi nó có kết quả, và điều đó là điều hạnh phúc nhất đối với tôi đúng không ạ? OK rồi. Đó, các bạn nhớ làm theo hướng dẫn đó để chúng ta học cho nó hiệu quả bạn nhé. Bạn nhớ đặt tên của bạn sau đó gạch ngang Hello English và bạn để ý hai các chữ cái đầu chúng ta viết hoa nhé. OK, tên của bạn thì bạn thích đặt gì cũng được, nhưng mà bạn gạch ngang cái bạn tên Hello English vào để chúng ta vào nhóm, chúng ta sẽ vào nhóm, chúng ta tương tác cùng nhau, học tập cùng nhau, thi đua cùng nhau. OK. Ứng dụng này tôi nói lại một lần nữa, ứng dụng này thực sự rất là tuyệt vời, nên nếu bạn mà vẫn chưa có đăng ký ứng dụng này thì bạn hãy nhanh chóng vào hello english.vn để bạn khám phá, sau đó đăng ký. OK, cảm ơn bạn, chúc bạn học tiếng Anh vui vẻ, bye bye.